Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề cách chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Thì các bạn biết rồi, hiện nay tôi lấy ví dụ ở thành phố Cần Thơ, mỗi năm ra trường phải trên dưới 20.000 sinh viên. Và thông thường thì các bạn biết, mỗi năm thành phố mà ra trường 20.000 sinh viên hiện như thế, các bạn tìm được ngành nghề, đúng ngành nghề, lương phù hợp thì điều này vô cùng khó khăn. Và bởi vì thành phố Cần Thơ thì có thể là tiếp nhận khoảng 1-2.000 sinh viên đúng ngành nghề, hoặc là cái mức lương phù hợp, còn lại là các bạn ấy phải làm xa trái ngành nghề, làm lương thấp, vân vân. Và đây tôi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái tiêu chí, một số cái bí quyết, một số nguyên tắc để chọn nghề phù hợp với bản thân. Đầu tiên là các bạn phải biết, các bạn phải khám phá bạn là ai. Thì các công cụ như có thể để tìm hiểu về bản thân mình, về tử vi, về nhân tướng học, về thần số học, về sinh trắc vân tay, công cụ DISC, nghĩa là bốn nhóm, phân ra con người, phân ra làm bốn nhóm như thống trị, ảnh hưởng, ổn định và tuân thủ, hoặc là phân tích theo công cụ MBTI, đó 10 nhóm, gồm có 10 nhóm, so với 16 nhóm tính cách. Đó các bạn, thì những công cụ này sẽ giúp cho bạn là hiểu được chính mình là loại hướng nội hay là hướng ngoại, mình là loại chưa có thể làm nhân viên, rồi làm loại lãnh đạo, mình làm kế hoạch, mình làm kế toán, hoặc mình có thể làm marketing, mình bán hàng, hoặc là mình làm thủ kho, thủ quỹ, vân vân, hoặc là có thể mình làm một cái người hòa giải, vân vân. Đó là những công cụ mà giúp bạn tìm hiểu được mình. Các bạn hãy lưu ý, tôi xin đọc lại, muốn tìm hiểu mình, biết rõ về mình thì các bạn mới chọn ngành nghề, mới chọn ngành học nó phù hợp. Tôi lặp lại những công cụ các bạn hãy lưu ý. Thứ nhất, về tử vi, các bạn hãy lập một lá số tử vi cho bản thân. Thứ hai, các bạn hãy dùng cái kiến thức về nhân tướng học. Đó, nhân tướng học các bạn biết mình là người cao, ốm, mập, gầy ha, như thế nào đó, thì các bạn sẽ biết rõ mình có sở trường sở đoản như thế nào. Thứ ba là dùng thần số học để biết rõ những tương lai, những sở trường sở đoản. Và tương tự sinh trắc vân tay cũng vậy, sẽ biết rõ những sở trường sở đoản của bạn. Hoặc dùng cái công cụ DISC, là bốn con người được phân làm bốn nhóm,